bước vào showroom Minh Phụng Music, anh khách cùng gia đình như lạc vào một thế giới âm nhạc đầy màu sắc, không khí náo nhiệt bao trùm khắp không gian. Tiếng đàn piano ngân vang khắp nơi, tình cờ nghe thấy tiếng đàn trầm ấm ngân vang phát ra từ phòng thu khi nghệ sĩ Quốc Đạt pianist đang biểu diễn trên cây đàn Kettman B230. Âm thanh tuyệt vời của cây đàn đã khiến anh và mẹ không thể rời mắt và đã quyết định chọn Kettman B230 làm người bạn đồng hành trên con đường âm nhạc của anh. Ngay bây giờ các bạn ơi, xách ba lô và lên đường cùng tìm với B230 dạo phố đến quận 9 với mình nhé. Thời tiết hôm nay thật mát mẻ, đường phố thông thoáng. Với hành trình hơn 20 km, thì Minh Phụng Music vô cùng trân trọng tình cảm mà quý khách hàng đã đặt chọn niềm tin vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ của công ty. Rất vui vì anh và cô đã không ngại đường xa đến mua sắm em đàn Kettman B230 này để tìm có chuyến bàn giao đầy ý nghĩa hôm nay. Đến chung cư rồi, đem đàn lên nhà và bắt tay vào việc nhé các bạn. Đầu tiên sẽ để thùng B230 qua một bên và khui thùng chân đàn U-Stand, lấy các bộ phận ra ngoài cùng ốc vít tháo ni lông đóng gói để chuẩn bị lắp ráp. Cách lắp ráp rất nhanh chóng, chỉ với 3 bước. Đầu tiên sẽ là sắp xếp các thanh kim loại, gắn ốc vít ở phần đế. Tiếp theo sẽ gắn thanh cong, siết ốc ở phần thân. Cuối cùng là đưa đàn lên. Và đây là chân đàn U-Stand đã được lắp ráp hoàn chỉnh. Bộ kiện này được sản xuất để phù hợp với kiểu dáng của đa số các model piano điện hiện nay. Với sự chắc chắn từ chất liệu kim loại, các khớp nối cứng cáp, tránh rung lắc, đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người chơi. Nhân viên đang hướng dẫn cô bóp siêu đàn để việc tập chơi và hát nhạc của gia đình đông đầy niềm vui, thì anh khách đã mua thêm pedal và được mình chỉ cách kết nối Bluetooth trên đàn với các ứng dụng học nhạc. Từ quận 9, anh đã cùng mẹ đi một quãng đường dài để có mặt tại showroom và nhìn ngắm cây đàn Kettman B25 mà mình mong muốn bấy lâu nay. Ai ngờ khi vừa đặt chân vào showroom, cả hai đã bị siêu lòng ngay bởi cây đàn Kettman B230 với vẻ ngoài ngầu cùng màu sắc cực chất, cộng thêm sự tư vấn tận tình của nhân viên. Mẹ và anh đã quyết định rước ngay em B230 về nhà. Đặc biệt nhất chính là âm thanh đàn khi phát ra loa rất hay, giúp cô và anh có thể trực tiếp hát các bản nhạc thánh ca ngay tại nhà với cảm xúc như đang dự một buổi lễ trang trọng tại nhà thờ. Thông số kỹ thuật ấn tượng trên B230 như thế nào, tìm hiểu với mình nhé. Đàn 88 phím với 6 cấp độ cảm ứng lực nhấn, hệ thống loa dạng giải băng nhiều lớp đem đến âm thanh sắc nét với 192 polyphony, 30 tiếng nhạc cụ, giàu màu sắc cho âm thanh như đàn organ, accordion, guitar, thư viện âm nhạc khổng lồ lên đến 100 bài nhiều thể loại. Tính năng MIDI Bluetooth hiện đại kết nối đàn với các app học nhạc di động như là Loki, Simply Piano, Perfect Piano giúp tiết kiệm diện tích dây cáp mà bạn phải dùng, và nhiều chức năng quen thuộc với người dùng như metronome đếm nhịp, Nova trộm tiếng, Despo tăng giảm tông, kết nối các thiết bị phát âm thanh ra loa bằng cổng aux in với jack 3.5, kết nối tai nghe giúp bạn chơi mà không phiền mọi người xung quanh với jack 6 ly. Đặc biệt nhất chính là B230 trở thành một MIDI controller giúp người chơi có thể tự do sáng tác các bản nhạc mà chính bạn yêu thích. Như một nhà sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, khi mua B230 tại Minh Phụng Music, anh em sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Vậy là chuyến đi bàn giao Kettman B230 về với quận 9 của team đã hoàn tất rồi anh em ơi. Cùng Minh Phụng cho niềm tin yêu, tiếng đàn say đắm lòng bao người. Đến nơi đây bạn thấy điều kỳ, mỗi nốt nhạc vui rộn ràng trời. Nếu anh share sót nhiều nhất.